phần mô tả nha mọi người. Xin chào các bạn đã quay trở lại video này của mình là Hi Ha đây, và chào mừng các bạn đã quay trở lại một video mới của mình. Và trước khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên để lại cho mình một nút like, nút share, đăng ký video cho mình, và đừng quên đăng ký kênh của mình và ok giùm mày ơi, hôm nay sao cái làng của mình nó yên ắng yên tĩnh ghê vậy bày? Đúng rồi, tôi cũng không hiểu luôn, hay là giờ chọc quản gia giận hay sao mỗi lần hết giận giỡn đi vậy. Đi giùm mày ơi, đóng cửa nhà lại mở. Hai đứa kia làm gì kìa? Ê, tình yêu thầm kín, tình yêu tuổi học trò. Ôi, áp đùi. Ủa mà tụi nó ở đâu rồi ta? Ê, đi xuống, đi xuống. Đi nhiều chuyện, rảnh mà, rảnh làm gì, đúng không? Go. Ủa, có cái gì đăng ký kìa? Ôi, thầm đi. Nhanh. Ủa, xuống lại nào. Lên. Ê, SCB đó, bà dốt nó chưa vậy? Dốt rồi. SCB. Ui. Áp đùi. Mấy cái logo SCB luôn kìa. Đồ. Trời ơi, nó đang lái. Vô. Ui. Á đồ, có ông tiến sĩ nào vậy? Ông tiến sĩ gì nè? Gì đây? Hello, Jimmy. Secure Consent Protect. Xin dưới ơi. Á đồ, nhìn xịn sầu rồi nha. Huy kiện, Huy kiện. Không khởi, tụi mình nghe gì vậy? Ủa? Rồi, vô đây coi trước đi. Vô. Biết rồi. Ui, nó dưới, nó dưới Jimmy ơi. Xuống. Nó dưới hả? Chạy. Rồi, tới nè. Ok, nó làm gì kìa? Rồi, chuẩn bị nha. Rồi. Ê, mà lỡ làng có thêm SCB thì sao? Mà chưa nói chứ mấy người kia nữa. Thôi, tôi nghĩ là giấu đi ha. Ôi, mày ơi, tụi nó làm gì á? Ê. Tôi không biết luôn nè. Ado. Ôi. Ôi. Dạ. Ôi, dạ. Sao Quy vô chỗ này mà Quy không thông báo cho tụi tôi biết? Cái này là gì vậy? Thôi, anh chị vô đây rồi thì em cũng nói luôn. Cái này căn cứ SCB. Đâu mà nói á? Anh vừa rồi làng mình có SCB với vô cho nên và tổ chức người ta nói với tụi em là người ta sẽ để một trụ sở ngay đây, lỡ mà có thêm SCB vào thì tụi em có bắt được thì cứ nhốt thì cho nên tụi em đi xuống đây làm gì ghê vậy coi. Rồi các bạn ơi, bạn nào muốn coi về SCB hai người này bắt thì cứ qua channel của hai người này nha. Channel của thằng bên kia là một tên gì? Quy Nắp Bà. Và channel bên kia Gen Gay. Ủa mà con ủa là mấy người ơi. Dạ, dạ, ơi. Tôi là SCB nè, SCB. Đi ra ngoài, mày khùng quá, vui cho chồng nó biến mày anh con khùng luôn á. Mà mọi người xuống đây không có an toàn đâu, lỡ đây mấy nó không mà lỡ mọi người làm phá hay. Trời mấy cái này đâu khóa, chỉnh xíu coi. Ê. Trời ổn cho mình chơi gì á Jimmy. Chỉnh bị bà là thôi. Ê Jimmy ơi, bên đây có cái cửa gì nè. Ôi, con gì kìa? Đừng có vô cái lai chi đó nha, lai chi đó đau lắm á. Ui con gì nè, con gấu dễ thương vậy. Đừng. Cái gì vậy? Con đó, nó vừa tấn công làng mình á. SCB 1048, phân loại, ke te. Khi tơ là con nữa là nguy hiểm á. À nguy hiểm hả? Vậy mà nguy hiểm, dễ thương gì mà lai nguy hiểm chứ mi. Đúng rồi, không hiểu luôn. Ôi nó lấy hình xong nó mai lên ghê vậy. Đúng rồi. Ôi, á đù, nó có SCB nào đúng đẹp luôn. Trời đất ơi, cái gì vậy đâu? Đó, gì? Đó, cho đó. Vô được như vậy. Rồi xong. Rồi xong giờ sao mày ra? Giờ sao ra giờ? Thôi đi qua đi. Có chịu đau đi. Đẹp quá luôn. Đẹp quá. Ôi nhỏ này giấu gì nước nhiều vậy? Trời ơi, nước tăng lên không rồi. Bây giờ mọi người đi lên đi chứ đừng có xuống này. Đừng là thôi, chơi này xíu đi. Rồi đi ra đi. Ôi đuổi tụi mình rồi Jimmy ơi. Nhất là Jimmy á, Jimmy quậy quá đi. Quá trò xấu rồi. Nhưng mà phải phòng gì bên đây nè. Ui phòng thuốc à. SCB Security Corridor tẹp. Đồ. Trời ơi. Cửa nào nè. Cái gì mà nửa đầu nửa thương này nha. Hoài nghiên cứu luôn ghê vậy. Ui có, trời ơi. Có bộ xe không dân làng trong đây nè Jimmy ơi. Mày quái là mày. Mày đi về Jimmy ơi. Ôi hay đổi rồi này. Trời ơi. Ôi mở động chạy. Đi về đi. Đi về. Mày quậy quá. Ơi bên này có chai nước nè, mua nước uống cái đã. Ai không cho luôn. Hay uống nước này độc quá, đừng lấy. Vậy lấy, lấy được rồi, lấy được rồi. Đi về chú mày. Thôi chị cho mấy về đây chị. Ok, lấy đi, mấy về nè. Đi. Qua thứ bảy chủ nhật. Ừ, cái trụ sở của bắp. Ơi, cái trụ sở của bắp lỏng logo kìa. Ủa, nhưng mà trụ sở nó xịn thiệt á Jimmy. Đúng rồi,
trời sắp chịu. Các bạn ơi, hôm nay mình biết là hôm nay chúng tôi sẽ cho cái gì rồi. Ok, hôm nay mình với lại Jimmy sẽ giả làm San để sau đó qua giả bộ để mình đòi mình làm nổ cái trụ sở của nó, thử coi nó nói như nhà nha. Ok, đi hơn. Các bạn ơi, bây giờ tụi mình đó là đôi vợ chồng San Yên. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ đi trình đi qua bên kia để cho nạt mấy đứa kia thử coi như nào nha các bạn. Let's go. Đây. 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 Chết rồi. Em phải ra chị biết em phải sang nha. Ê, chết rồi, bây giờ lộ rồi, giờ sao mày. Ê, thôi bây giờ anh có ý này nè, bây giờ em muốn cho anh chung tụi anh không? Anh sẽ dẫn em đi theo, ok nha. Bây giờ kịch bản là như này, bây giờ hai tụi anh sẽ đóng vai là người tìm thằng Huy với lại Vinh Kỳ. Em sẽ là người dẫn tụi anh lại cái trụ sở đó đó. Đó, em chạy vô em kêu, Huy ơi, sao Huy ơi, Vinh Kỳ ơi. Giờ xong nói là có hai người này tìm tụi bay nè, đó, hiểu chưa? Ok, hiểu. Đây đây, nhưng mà mày đừng có nói hi hai giùm mày nha, mày chết đi. Đúng rồi, phải go go. Ồ, nhanh lên. Em không phải đó là em không biết là ai luôn. Ờ, em biết ai nhưng mà hai người này tìm đó, nói gì đó. Nhanh lên, nhanh lên. Go. Ủa. Trời kia vậy. Trời ơi, tắt cái máy luôn rồi. Ai. Nhìn thôi dưới kìa giùm mày ơi. Ê, có hai người kiếm. Hai người kiếm kìa, có hai người kiếm kìa. Gì ai kiếm? Trời ơi, ông Huy, ông đang hồ sơ, ông đang lượt hồ sơ cái gì vậy? Lượt hồ sơ. Ủa tao ha 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 ha. Ủa ai vậy? Ủa ha ha là ai? Hai người đó tự nhiên. Ha ha ha. Hello. Ai Vinh Kỳ? Vinh Kỳ nó giả bộ rồi, nó không biết à. Mày giả bộ không biết hả? Giả bộ biết. Giả bộ mày không biết. Mày biết hả? Mày là mày giống mà hả? Mày dám đánh. Ai vậy Vinh Kỳ? Ai vậy? Trời ơi, San In nhưng mà San này nó không gây chuyện nhiều giống như San kia. Nhưng mà tự nhiên có đây nữa rồi. Nó biết nó có sức mạnh không? Nó không sức mạnh là tôi bắt vô đầu nó nè. Mày đòi bắt vô đầu ai thằng kia? Mày đòi bắt vô đầu ai? Dạ em xin lỗi. Ê, mày đứng đây cho tao. Đứng đây mày. Đây, đây, tao xin giới thiệu. Đây chính là hơi này của tao. Nghe chưa mày? Tao chính là hơi này. San, San Inger. Dạ em chào mật ong. Nói vậy. Mật ong là hên này chứ là cái gì? Mất dạy, mất dạy, mất dạy, mất dạy hả mày? Mất dạy hả mày? Ê, tao thấy trụ sở này đẹp lắm, mình quay tin là nó không còn ở trên trái đất này không? Mấy anh đi về giùm mi. Em có gì em biếu anh đồ sau thì cũng được, mấy anh đi về. Không được, tao phải vô đây là chúng ta đi quan sát, đúng không? Dạ yêu, đi. Ủa, đúng rồi, đi xuống đây. Nghe nói đây SCB lắm rồi, hả ra vài con cho nó vui. Gì nghe nói đây là trụ sở SCB gì đúng không? Thôi đừng thả anh ơi, trời ơi, thả anh này ra. Ôi, nó đi. Hơi đầy, hơi đầy, đây đây nè. Trời ơi, cái gì nè, hơi đầy. Thả vậy. The SCB Foundation Security Security Content trong rẹt. Cái gì vậy? Ôi. Ôi, ôi, đừng vô. Không biết mệt, không biết mệt, không biết mệt, hơi đầy ơi. Thì ra, đập bởi em trọng có cái này. Wow. Đâu, phòng cần máy lóc. Ôi. Ôi, đừng nghịch nha, đừng nghịch nha. Đâu. Chỉ là mô hình giả bộ thôi. À, 3D, 3D mày hàng phát hả mày? Thì để chân thôi chứ có làm gì đâu. À. Trời ơi, cái gì còn comment lock room mà không có cái comment lock gì trong đây, mày đặt comment lock room. Thôi đi ơi, thôi này ơi. Trời là biết là đồ giỡn rồi. Đi thôi bye bye. Quay bên kia có cửa sát gì kìa hên này ơi. Đâu. Đồ, có gì nè. Con gấu nào đẹp quá nè. Đi ra đi. Bây giờ bây giờ mà mấy người thả nó ra là nó ăn cắp đồ của mấy người luôn, nó ăn cắp mấy con xe. Ôi, gì vậy? Ủa, ai chết trời? Gì vậy? Ai mày giỡn mặt hả mày? Không, nè bây giờ anh muốn thả nó ra đúng không? Đúng rồi. Đó, không, bây giờ tao cần mày vô test. Mày đúng rồi, mày là thả cho tao, mày thả cho tao. Mày dụ tao mày. Ê, thả con này ra chơi ơi. Thả này ra chơi thôi mấy đứa. Thả được, không có thả được. Bà tiến sĩ vô thôi, thả thôi. Thả đi, bà tiến sĩ vô thả bật rồi tiến sĩ. Trời đất ơi. Trời ơi, bà tiến sĩ chết. Bà tiến sĩ ngẫm coi. Bà tiến sĩ bay mà. Bay. Không được. Không được. Trời ơi, cứu tôi. Nhảy ra. Chết, trông ra được. Cứu. Tôi đến, nó sắp không tắt. Ôi, chui xuống. Đâu. Trời ơi. Tắt con tắt bên này đi. Ờ tắt được. Ơi, tắt đi. Không được đâu. Không được, đừng thả nó là nó chạy là mất tiêu luôn á. Không sao đâu, thì tôi phải bắt lại. Không.
Không, trời không có được, cái này là không có được. Chán hả? Ủa trên đây tới 2 con mà tới 2 con. Ôi, hàng giả. Trời ơi, 330 mấy con gấu ngoài chợ, Kim Biên bán, trời ơi, ai thèm. Chị không, cái này là hàng thiệt. Ê, ê, không được đập. Thôi mình cho nó cản mình kìa, để thôi mình cho cái chỗ này nó nổ banh luôn đi. Ôi, lò da. Móc ra đây. Sẽ vậy, sẽ vậy. Thôi anh cái đực nó mỡ mà. Nhưng mà thôi, đau bụng quá. Đau bụng không hết rồi. Đói rồi. Có gì không? Có. Đâu, lặp lẹ coi. Đây, con kiếm. Ủa, chết rồi, có cái gì không đây? Nhanh lên. Có cái cây nè, chị. Nước tiên. Thôi, nước trong lọc này ở trên tao nhiều, không đánh thức ăn. Tao không ăn trái cây, mày cho tao ăn chay hả? Lấy khác đi. Đây, chị đây. Bò bít tết đâu? Trời ơi, cái này cá hồi sống. Mày cho tao ăn đồ sống hả? Bò bít tết nè. Đây, cái này ngon nè. Trời ơi. Rồi, cho nguyên phần tráng miệng luôn đó. Đâu tráng miệng đâu? Ui, kem. Ui, ăn luôn. Ơi, thằng đó này của tao rồi. Càng mà đó lấy của tao, tao bực quá ta. Khóa cái chỗ này ghê á. Ăn đi Hân ơi, ăn ngon không Hân ơi? Trời ơi, tao nói nó ngon gì đâu, như là trời ơi, đỉnh núi tiết của núi tiết luôn á, lạnh băng luôn. Ủa, nghe cái này quen lắm nè. Cái gì đây? Quen cái gì? Mới có quen rồi đây nha, mày quen nhiều rồi. Mày quen không? Mày thấy sang bắt quen làm họ hả mày? Nè, canh tím nè, biết đỏ biết tím gì đó. Canh. Ê, coi chừng có độc nha. Có độc không? Không có độc. Ngon. Ăn trước đây mày, ăn trước đi cái thằng Huy. Ăn trước nè. Nhầm. Rồi, giờ mày dám lấy đồ tụi tao ăn. Rồi, mày hết thương rồi. Mày tính sổ, làm sao đây? Khoan, bây giờ đem nó xuống dưới nhốt nó vô. Ừ, đi. Con nhỏ kia đi, hãy tao coi. Ôi, cái gì ngốc trời ơi. Nhanh lên. Vượt lên chính mình, hãy cố lên. Chở vô đây, đi. Thôi, không vô. Ủa, tự nhiên tao bắt tôi vô. Ai kéo tôi mày có vô không? Tao hỏi mày lần cuối mày có vô không? Em vô. Tôi nhỏ kia đâu rồi? À đây. Đóng cổng lại. Ai cho mày đi ra? Đóng lại. Ui, đừng mà trên kia ơi. Rồi nè, đó mày ra đi, Ok, bây giờ đó có cái hình SCP rồi nè. Rồi, từ từ để tao để bên này. Mày ghi bảy vô SCP Huy Ngu. Nhanh lên. Đúng rồi. Đừng ghi phân lại mày phải ghi phân lại ngu, hiểu chưa? Mày đánh không? Mày đánh không? Yeah, quýnh thằng đầu đỏ đi thôi. Ôi, cái đệnh mà mày dính mặt hả mày? Này. Không, em đâu quýnh anh đâu, em quýnh thằng đầu đỏ. Hồi nãy mày đánh cho nó vô chung với con gấu này luôn ha. Ừ, thôi tội lắm, tội lắm lắm thôi này. Đúng rồi, đúng rồi mật ông ơi, tội tôi lắm. Đúng rồi, thầy lấy đó. Đưa đây, đưa cái bảng này. Thầy ơi. Chưa. Để đây này, chỗ kia. Thôi, khoan, quên đi. Sao? Đừng có, ra đây nó nghe. Sao? Để nhốt nó đó, bây giờ mình bỏ nó vô cái lồng này đi. Ôi, cái này không có vui, cái này nó không có ra được. Ê, con nhỏ này, mày đưa cho tao cái đồ để mà mở cái này ra coi. Đây nha mày. Trời ơi, thằng này đập cái này ra coi. Thằng Hà Chi. Đập ê, nhanh lên. Đây, đập anh, bình tĩnh. Chui. Đập nhanh lên. Rồi, nhỏ này chui vô coi. Trời đất ơi. Đúng rồi, chẳng lại. Rồi, ở trong đó đi, tụi mày. Ở trong đó đi nha. Tao đã... Ê, từ, thiếu cái đầu SCP này rồi, nhưng mà từ từ đi. Thiếu hai cái đầu này rồi nha. Đây, quan cái bảng cho tao coi nhỏ kia. Từ anh ơi, nhanh lên. Nó khóc tiếng chó rồi. Trời đất ơi, gì ấy. SCP. Ê, vậy là mày đặt cái chính giữa cho hai người nhìn nhau đi cho dễ thương. Nhìn nhau cho đỡ nhớ. Lại ngồi. Trời á, còn đập não nữa, không hiểu luôn, nhìn vậy. Tớ làm gì vậy? Tôi còn đập cho. Cho tôi ra đi. Ok, ê, cho tao mượn cơ cao coi. Đây.
cái thằng công chưa cái đầu nữa. Con cá. Nè đánh ra ngoài trời ơi vô lại luôn luôn. Ê đừng có móc nó ra nữa, đừng móc nó ra Dương ơi, đừng thôi đây, đừng móc nó ra nữa này ơi. Ê con nhỏ này nè Hà Chi ơi, em chuẩn bị chạy trước đi, tụi anh chuẩn bị xuất hiện cho tụi nó cây cứu lên. Chạy trước đi ok, chuẩn bị Dương ơi, Dương ơi chuẩn bị biến hình được nha Dương ơi. Hello bye bye. Chạy các bạn ơi, các bạn tụi nó không thấy mình. Ok, hẹn gặp lại vào những video tiếp theo nha. Bye bye.